Hello, xin chào quý vị. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin phép được gửi tới tất cả quý vạn và các bị một vũ điệu sôi động lấy cảm hứng từ động vật. Vũ điệu xin được phép gáy. Đấy, như thế mới biết, động vật đúng là nguồn cảm hứng vô tận trong cuộc sống của chúng ta. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi, khi mà mấy anh kỹ sư công nghệ với một trái tim yêu động vật cùng với cái đầu đầy vi mạch và sắt thép đã thổi một làn gió mới vào những con robot, khiến chúng gần gũi hơn với con người. Và thế là mùa thu nối tiếp mùa thu, mà thằng cu thì nối tiếp cái thằng cu nó ra đời. Các robot mang hình hài của mọi loài động vật đã dần dần được hiện ra trước mắt thiên hạ. Chúng không chỉ thỏa mãn đam mê của tác giả mà còn giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta và đủ loại lĩnh vực khác nhau nữa. Vậy thì những loài động vật nào sẽ lọt vào mắt xanh của những anh kỹ sư tài ba đây? Hãy cùng nhau chờ xem nhá. Lui. Không giới hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1. Cá robot. Nếu như các bạn nghĩ rằng đây là cá robot thì xin thưa là các bạn đúng rồi đấy. What? Nhưng mà đây chỉ là sản phẩm đến từ những ông bố bà mẹ bỉm sữa thông minh thôi. Còn đây mới là nhân vật chính này. Một em cá robot tự động đầu tiên trên thế giới tại khu bể nuôi thủy sinh London, thuộc dạng hàng hiếm, rất được lòng khách tham quan tại nơi đây. Nhìn em quấy quấy tung tung tăng tăng vậy thôi, chứ nó là kết quả của 3 năm nghiên cứu ròng rã của các nhà khoa học tại Đại học ở Essex đấy các bạn ạ. Đây là một em cá robot được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, nên nhìn cái sự uốn éo lượn lờ của em cá ấy là đã thấy nuột nà hơn hẳn mấy cái con vỗ mông made in China rồi. Robot gì mà khéo hết chỗ chê nhá, khéo từ cách bơi đến cách chuyển hướng quay xe, nó cứ phải gọi là mất mần mượt. Một điểm cộng nữa đó là em nó sẽ tự điều chỉnh tốc độ để duy trì thời lượng pin lên đến 5 tiếng đồng hồ. Và người ta tạo ra mấy em cá như thế này thì mang tính giải trí là phụ, còn mục đích chính là thay con người khám phá môi trường dưới nước. Một vài những cái nhiệm vụ phải nói là vô cùng là đơn giản thôi, có thể kể đến như là đo độ tinh khiết của nước này, cảm biến áp suất này, thăm dò đáy biển để tìm kiếm tài nguyên, phát hiện rò rỉ đường ống dưới nước, hoặc là vết đứt của cáp quang dưới biển như là mấy bạn lươn ở phần trước vậy. Đó, nó có thế thôi, nhiệm vụ có gì đâu mà khó nào. Ngoài ra, những em cá robot này cũng được phát triển theo công nghệ thực tế ảo để bạn có thể dễ dàng quan sát những gì xảy ra dưới nước mà không cần phải biết bơi. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không? Số 2. Robot lai của Dết và Mực. Khi mà chót trao tình yêu cho cả hai em Mực và Dết mà không biết nên chọn em nào thì đây. Ê, cho ra đời một em robot lai giữa Mực và Dết chứ còn sao nữa, thích là nhích thôi, cứ điểm tốt là lấy. Đó là lý do tại sao em robot Velox có thân mình như Dết với nhiều khớp nhỏ nhưng mà lại sở hữu hai vây như loài mực nàng ra đời. Nhờ thiết kế mang phong cách con lai này mà Velox vừa có thể bơi dưới nước lại vừa có thể di chuyển trên cạn rất thuần thục. Để đạt được cảnh giới nhạc nào cũng nhảy như thế này thì Velox có đến 16 động cơ chuyển động chia đều cho hai bên. Mỗi vây có 8 động cơ giúp nó có thể hoạt động cực kỳ linh hoạt trong mọi môi trường. Khi ở dưới nước, hai vây này dùng để bơi như mực nàng. Còn lúc lên cạn thì hai vây sẽ dựng đứng lên để bò y như Dết. Với chức năng này, em nó đã cân hết tất cả mọi thể loại môi trường kể cả đầm lầy nữa. Vì vậy, Velox rất hữu dụng trong các công cuộc giải cứu, tiếp tế lương thực cho những người ở những vùng khó khăn. Đấy, nhắc đến vùng khó khăn mới nhớ, cái đợt lũ vừa rồi miền Trung mà bỏ tiền ra mua một cái con này nó tiếp tế lương thực thì có phải là tốt không? Chứ không phải đợi đến tận mùa hè nóng bức oi ả mới được ra nhận quà cấp cứu từ mùa trước. Hãy không đi, không đi, không đi, đừng ngại. Số 3. Cá mập robot. Và đây quý vị, gương mặt hot trend idol của giới trẻ không giới hạn new sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng đã đến lượt được robot hóa. Với mục đích phát hiện ra kẻ địch trên biển và dọa cho chúng không dám lè ve lại gần, mấy anh lính nhiều múi đúng là không bao giờ làm cho chị em thất vọng khi mà các anh đã tạo ra một em cá mập chơi hệ robot bơi bon như là cá mập thực thụ vậy. Nhân chú cá made in nhà lính này dài khoảng 1,5m và có thể lặn sâu tới 100m. Đã thế, mấy con robot này còn hoạt động đúng với tác phong quân đội, làm việc cực kỳ tự giác đúng giờ trong thời gian dài, lại còn hoạt động độc lập nữa mà không cần phải ai giám sát cả. Trong thời gian đầu, khi mà khoa học công nghệ còn thô sơ, thì mỗi em robot sẽ được kết nối bằng một sợi dây cáp dài 150m. Còn bây giờ các em đã chơi hệ không dây và thỉnh thoảng vẫn ngoi lên mặt nước để truyền dẫn dữ liệu. Hiện thì sản phẩm vẫn đang trong quá trình là thử nghiệm thôi, và khi ra mắt thì nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, một dạng vũ khí thế hệ mới trong quân đội Mỹ.
Số 4, bạch tuộc robot. Lấy cảm hứng từ một lần đi thăm Viện Hải Dương học và vô tình bắt gặp khoảnh khắc của những chú bạch tuộc vận động cực kỳ là linh hoạt. Kể từ đó, một nhóm các nhà khoa học đã quyết tâm tạo ra một con bạch tuộc robot. Quá trình này bắt đầu với việc các nhà khoa học thay phiên nhau ăn ngủ nghỉ cùng với thân chủ của mình. Và kết quả là sau bao nhiêu ngày cơm nắm muối vừng để được kề vai sát nách bên bạch tuộc, thì cánh tay robot bạch tuộc cũng đã dần được hình thành. Các xúc tu được tạo ra từ silicon dẻo để có thể bơi mềm mại y như một sinh vật thật sự. Đặc biệt, trong cánh tay là một bộ khung làm từ chất liệu hợp kim biến thiên. Đây là một loại chất liệu đặc biệt có khả năng biến đổi hình dạng ở các mức nhiệt độ khác nhau, giúp cho các xúc tu được thò ra thụt vào vô cùng linh hoạt. Phần cánh tay đã xong, giờ thì để thêm phần sinh động cho chú bạch tuộc robot này, các nhà khoa học đã thêm vào phần khó nhất chính là các giác hút. Làm thế nào mà các giác hút vừa đẹp lại vừa dùng được, nghĩa là chúng có thể phối hợp cùng nhau để cầm nắm cũng như trườn bò qua các địa hình y như là phiên bản thật. Sau một hồi đau đầu nghiên cứu và thử nghiệm thì họ cũng đã cho ra mắt hai hàng giác hút cũng được làm từ silicon mềm. Bằng cách sử dụng áp lực khí nén, xúc tu có thể quấn quanh nhiều vật có hình dạng khác nhau mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Quá là vi diệu luôn các bạn nhé. Số 5, kỳ nhông robot. Khác với phiên bản bò sát từ lần trước, lần này là một nhóm các nhà khoa học của Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ quyết tâm là không đụng hàng, chế tạo ra một con robot lưỡng cừ có hình dạng khá là đơn giản nhưng mà lại có khả năng là bơi. Nhìn thì có vẻ đơn giản thôi nhưng đây là một dạng sơ khai với chuỗi những motor kết nối với nhau. Với cấu tạo 4 chân chia đều hai bên như bao loài động vật khác, cộng thêm phong cách ngoe nguẩy ung dung của kỳ nhông giúp nó không bị lệch sóng với họ hàng lưỡng cừ của mình. Phát minh này được thực hiện nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, thám hiểm cứu hộ hay thậm chí là thu thập thông tin tình báo. Và một nhiệm vụ nữa đó chính là giúp các anh cameraman quay được nhiều khoảnh khắc hiếm có khó tìm hơn của những loài động vật dưới nước. Và cuối cùng là gì? Là phục vụ cho chúng ta xem chứ còn là cái gì nữa. Số 6, sứa robot. Người ta thường bảo là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, còn mình thì muốn nói là hình như cái con quái gì các nhà khoa học cũng làm được thì phải. Điển hình như cái con vật vật và vật vờ này này. Đấy, vô ưu vô lo như sứa mà cũng bị mấy anh mang ra để ngâm cứu rồi thì đúng là quá là kinh khủng khiếp luôn. Và thế là chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Một chú sứa robot đã ra đời theo cách như vậy đấy. Em nó ra đời đúng là một tiến bộ đột phá, bởi vì sứa sở hữu hình dáng đặc biệt và cách chuyển động cực kỳ phức tạp. Để tạo ra được một con sứa robot như thế này bao gồm rất nhiều các chi tiết như là một bộ chuyển động điện và cơ chế thích ứng thông minh. Nhưng cũng chính vì sự phức tạp đó đã giúp nó có thể làm chủ được hành động của bản thân. Khi gần chạm xuống đáy, hệ thống cảm biến áp suất sẽ hoạt động và nói nhỏ với mấy con sứa này là. Và thế là nhờ vào 8 xúc tu, chúng cứ thế ngoi lên thôi. Chưa dừng lại ở đó, trong trường hợp hoạt động quá công suất khiến pin bị yếu đi thì chúng cũng sẽ tự động đến bộ sạc lắp ở phía trên và lại tiếp tục hoạt động mà không cần phải bách đến ổ sạc. Đấy là với sứa ở dưới nước, còn các nhà khoa học không giới hạn lại tiếp tục cho ra đời thêm những người anh chị em sứa bay theo đúng là nghĩa đen luôn. Được trang bị một khí cầu chứa đầy khí heli làm cho nó gần như là một vật thể không trọng lượng trên bầu trời. Số 7. Cua robot. Như các bạn đã biết, đáy đại dương luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn mà con người chúng ta chỉ biết 1% trong số đó thôi. Để phục vụ cho mục đích cao cả đó là thám hiểm đại dương, nhiều nhà sáng chế đã tìm tòi và sáng tạo ra nhiều công cụ khác nhau. Và lần này, hãy vỗ tay nhiệt liệt cho nhân vật tiếp theo, đó chính là cua robot. Loài cua này ra đời với mục đích tuần tra khu vực biên giới biển của bán đảo Hàn Quốc. Bởi thực tế, khu vực này có dòng chảy rất mạnh nên quá nguy hiểm với con người. Một phần nữa là do robot cua này có đôi chân mạnh mẽ, có thể bám chặt vào bề mặt đáy biển thì chả có việc quái gì phải sợ nữa cả. Cũng chính bởi khả năng di chuyển nhanh chóng cả trên cạn và dưới đáy biển của loài cua này mà chúng đã được chọn mặt gửi vàng để giúp các anh Oppa xứ sở kim chi yên tâm hoạt động. Với khối lượng lên đến 600kg và tốc độ 1,5km/h, con tàu lặn không người lái này có thể quét cả một vùng đáy biển rộng lớn và gửi báo cáo cho sếp chỉ trong vòng có một nốt nhạc mà thôi. Và thường những người làm được việc thì mang nhiều trọng trách là chuyện dễ hiểu. Chú cua này còn mang thêm cả một sứ mệnh cao cả nữa, đó là tìm kiếm các con tàu cũng như xác máy bay bị đắm ở đại dương. Không biết là xem video ngày hôm nay xong thì các bạn cảm thấy như thế nào, chứ bản thân mình là thấy nể mấy cái ông kỹ sư này thực sự. Làm con quái gì cũng làm nó được ấy. Thế thì các bạn đang nghĩ sao? Con robot nào mà các bạn cảm thấy hứng thú nhất và các bạn nghĩ rằng là nên có là động vật nào tiếp theo sẽ được chế tạo thành robot thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment phía bên dưới.
Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Nhớ like, share và subscribe channel Không Giới Hạn News để giúp chúng mình đạt được cột mốc là 2 triệu sub nhé. Bye bye các bạn.